giản dị. Nếu ai có muốn dừng nghỉ thì phải cẩn thận mà nghĩ suy. An Giang, Bến Tre, Bạc Liêu rồi Đồng Tháp, còn biết bao nhiêu là chỗ để mình vô trọng tham quan chơi. Ai ơi, đâu có cả từng làng để dân ca, ai đi xa cũng muốn trở về. Nhớ khói bếp cơm ngon lại mắm ca, nhớ con ngang ngang giang địa lý. Alo, qua liền nè, đang trên đường qua, gần tới rồi, tới đầu ngõ rồi. Hả? Cái gì? Họ không làm nữa hả? Ủa sao vậy? Rút ống oxy ra. Sao cũng vậy? Ủa sao nói hôm nay là ổng chết? Giờ tao bỏ hết công việc rồi, tao qua tao. Vậy cuối cùng kim tỉnh của ông không say hả? Ờ, thôi được rồi. Xui ghê luôn á. Trên đời chuyện gì cũng có. Đang chết tự nhiên sống nhăn làm tao thất nghiệp. Tự nhiên cái mày đứng lù lù mà làm hết hồn à? Sao tự nhiên em đứng đây trên đường đi nãy giờ rồi? Thì một là đi hay là đi vô nhà, chứ tự nhiên ở trong nhà là đây đứng làm cái gì? Anh em đi ra mà sao chị làm gì? Chị đi đâu về cái tự nhiên chị nóng lên với em à? Mày còn hỏi tao đi đâu nữa, mày không thấy hả? Đi đòi nợ chứ đi đâu? Khổ ghê, đã hôm nay không đòi được là bực bội rồi. Về gặp mày đó thì tao nói tao gặp mày sao tao xúi gì đâu á? Ủa đòi không được nợ hả? Không, tránh ra đi. Ê. Cái gì? Không ấy, mấy cái người mà chị đòi nợ không được, đưa đây em đòi giùm cho. Nè, tao không có giỡn nha. Ha, hôm nay tao đi đòi không được, tao đã bực rồi. Bộ mày không có chuyện gì làm hay mày cứ chọc tao hoài vậy hả? Đáng lẽ là em có chuyện. Rồi sao mày không đi làm cái chuyện của mày đi? Nhưng mà đổ bể hết rồi. Mày làm đổ bể gì của ai nữa hả? Không phải, đổ bể công việc á. Có nghĩa là ngày hôm nay đáng lẽ em đi xây kim tỉnh cho ông kia. Ừ. Mà vô tình ổng sống lại. Hiểu không? Có nghĩa là không xây kim tỉnh nữa, thất nghiệp. Mày xây kim tỉnh? Ôi, tao tưởng mày được xin cái công việc nhà mày xây nhà cho tao ở chứ. Trời, chị nói sao trình độ em vậy mà xây toilet tao còn chưa cho nữa. Vậy là giờ mày không có làm được việc gì nữa hết á hả? Giờ em chỉ có thể thích hợp với công việc đòi nợ thôi hả? Mặt mày đòi ai trả? Trời, chị nghĩ sao vậy? Em có năng khiếu đòi nợ á. Em đã từng đòi nợ và người ta trả nợ cho em luôn. Ơ, mày nói thiệt hả? Thiệt. Sớm này mày đòi được ai? Mày nói đi rồi tao đưa cái danh sách cho mày đi đòi. Đòi má. Hồi bữa má quên cho tiền sáng. Em đòi sao mà má đưa luôn. Đưa một tháng tiền sáng luôn. Trong đời mày đòi được một người đó thôi đó ha, không có đòi được ai nữa đâu nha. Tại mấy người kia chưa thiếu. Người ta thấy thiếu mới đòi chứ. Đúng rồi, tao quên. Đây. Chị quên kìa. Đi đầu giùm chị thử đi ha. Yên tâm đi, em đi cái rẹt đòi cái rột về, chị thích cái rần luôn. Nhớ nha, rẹt rột rần nha. Rẹt rột rần. Đây. Cái danh sách này nè. Đây nè ha. Mấy người này hả? Bốn người này là khó nhất. Mày đòi được bốn người này cho tao là mày giỏi. Là theo tao đi làm luôn. Em đi cái rột giật cái rẹt, vui cái rần. Nhớ phải rần nghe không? Rần. Hugo, đứng lại mày. Ai vậy? Có tiếng mà không có hình. Ngon bước ra đây. Cái gì? Mày kêu ai ngon bước ra đây? Tao bước ra rồi nè. Dạ anh ba. Mày biết tao là anh ba không mày? Dạ. Mày biết tao là em của ai không? Dạ, của chị Hai Thương. Mày biết tại sao hôm nay tao gặp mày không? Dạ không anh. Mày thiếu nợ chị Hai, mày không trả hôm nay chị Hai ủy quyền cho tao đi đòi nợ mày nè mày. Xạo, nào giờ chị Hai Thương có nhờ ai lấy tiền giùm đâu. Mày nói tao xạo không? Bây giờ tao gọi điện cho chị Hai Thương. Nếu chị Hai mà xác định là tao mà đi đòi nợ là mày trả tiền cuốc điện thoại này nha mày. Rồi em tin rồi, em tin rồi. Rồi giờ sao? Tiền đâu? Em đâu có tiền đâu anh. Trời ơi, mày nói nghe mắc cười ghê luôn á. Mày thiếu nợ mà mày nói không có tiền là thôi hả? Không có tiền mà mua vịt về nhậu hả mày? Đâu, con vịt này... Đến mày, tao tịch thu con vịt này luôn. Mày xạo hả mày? Cái gì? Bây giờ tao lấy con vịt này coi như là tiền lời tháng này, được chưa? Cũng được, vậy anh nhớ trừ tiền vô sổ cho em nha. Tao trừ. Đi mày. Xạo. Không có tiền mà đặt mua vịt nhậu hả mày? Tính quỵt nợ hả mày? Còn giờ mình có tài ghê, mình có năng khiếu đi đòi nợ. Bước ra cái rột, đòi cái rẹt đem về, thế nào bà cười cũng cái trần. Thằng bà nhớ.
đi đâu mà vội mà vàng mà dấp phải đá mà hoàng phải dây. Dừng chân ghé lại nơi đây mà trả con dịch không mà chết cho tao. Mày điên hả? Tự nhiên ra mày đọc bài thơ mày kêu tao trả con dịch cho mày là tao phải trả cho mày hả mày? Con dịch của tao. Con dịch này có cái gì để chứng tỏ là dịch của mày? Con dịch của tao nó kêu cặp 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 cặp. Thì con dịch mày điên hả? Con dịch này không kêu cặp cặp. Không lẽ con dịch này kêu gâu gâu? Tao biết sau khi mày nói chuyện Hugo là mày kể cái chuyện là bạn mụ Simla rồi hả? Mày cởi con đà điểu. Bây giờ không có con đà điểu mày cởi con dịch tao đúng không? Mày trả dịch lẹ đi, nhanh lên. Hả? Bây giờ tao nói mày nghe. Đàn ông với nhau, thấy không? Phú quý là sinh lễ nghĩa, mà bần cùng là sinh đạo tặc. Tao biết mày làm cái nghề thợ đụng. Đó, cho nên thời gian gần đây không ai kêu mày hết, mày thất nghiệp, mày bần cùng mà sinh đạo tặc đúng không? Đúng không? Tao bần cùng hồi nào? Mày bần cùng mày đừng có cãi tao, thấy không? Bây giờ thôi, mày trả con dịch đi. Cái chuyện mẹ ăn cắp dịch của tao, hai thằng đàn ông mình biết à, sống là để bụng, chết mang theo. Tao hứa với mày không nói cái chuyện này cho ai biết hết. Ok. Alo. À rồi rồi, anh kiếm ra cái thằng bắt dịch mình rồi. Bà nhớ chứ ai? Rồi, anh về liền. Mày mới nói với tao là người sống để bụng, chết mang theo mà. Nhưng mà yên tâm đi, con vợ của tao quản nó được. Chứ không phải như mày. Không phải là như mày là cái thứ sợ vợ, đúng không? Thôi bây giờ trả dịch nhanh tao còn về. Nhưng mà thiệt tình á. Mà cái mày hứa hẹn gì với chị hai mày à? Lỡ hứa rồi. Không, bây giờ mày muốn hứa đúng không? Rồi mày lỡ hứa rồi, bây giờ thì tao với mày đi lên cơ quan xã gặp chính quyền, đó thấy không? Xử lý con dịch này rồi có chuyện. À, con dịch này là của mày. Rồi vậy mày đó. Bây giờ nè, cái chuyện mày ăn cắp con dịch của tao á, mày giấu kín nha, mày không được cho ai biết nha. Mày điên hả? Mày nhớ đó. Trời đất ơi. Tự nhiên tao phải nói à. Không biết sao giờ ăn nói với chị hai đấy. Không sao, dạng sự khởi đầu nan, gian nan được có nản. Nè con nhìn cho kỹ ha, mấy cái món này bà nội cắt sẵn hết rồi đó, đồ đặc không không. Bây giờ ha, bây giờ tới tỏi nè. Đó, mình nấu canh chua, mình phải đập tỏi rồi mình xào sơ qua một cái đó, rồi cá này kia rồi mình mới đổ nước rồi vô, phải không? Để đó bây giờ con đập tỏi thử cho bà nội coi coi. Tưởng cái gì chứ, cái này con biết làm mà. Dễ chứ đâu có gì đâu con, đó con gái là mình phải học để mình làm, thấy không? Ôi, trời Phật cẩn thận ơi. Trời ơi con ơi con. Dạ. Trời ơi trời. Con có phải là con gái không vậy? Ủa con đập tỏi đúng rồi mà. Trời ơi con ơi, con gái thì mình phải nết na thùy mỹ dịu dàng. Đó con nhìn con coi. Biểu nó làm một cái má tưởng nó là đàn ông con trai chứ không phải. Đập vậy nè con, đập vậy nè. Đó. Chứ ai mà đập không bóp như vậy là làm sao được hả? Má ơi má, không ấy má dạy nó những cái gì đơn giản, giống như là chiên trứng, luộc rau hay nấu mì thôi má. Đúng rồi đó mẹ. Đúng rồi đó nội. Con làm mẹ mà con còn nói cái kiểu đó thì mình làm sao mà dạy được con hả? Đàn bà mà cái chiên trứng rồi luộc rau cái đó nó quá dễ, nấu mì rồi quá dễ. Nè, con thấy cháu của bà Mười thôi, người ta ở xa kìa, mà người ta về đây cái là bún mắm người ta cũng biết nấu nè, bún bò Huế người ta cũng biết làm nè, rồi cà ri người ta cũng biết nấu hết trơn, chứ ai như cháu của má vậy đâu. Cha mẹ sinh con trời sinh tính. Cái con Luyến này á thì tính cách nó mạnh bạo như vậy. Trời ơi, nó đập. Ủa rồi cái tép tỏi hồi nãy đâu rồi ta? Đó, văng mất tiêu chân rồi đó, lấy đâu tôi nấu nữa đây? Dạ, bởi vậy thôi khó quá, thôi mình có dạy nó nữa nghe má. Nhưng mà cái gì cái trước tiên mà con muốn nấu đồ ăn á là con phải nhóm lửa. Nhóm lửa nó còn chưa biết nhóm nữa mà má. Để con chỉ nó nhóm lửa trước nha má. Ừ, thôi mấy con dạy nó nhóm lửa đi. Dạ. Mà khói nghi ngút vậy? Con đang nhóm lửa nè. Trời đất ơi, nó nhóm lửa không mà trời ơi, con ta thấy chưa? Sao mà nó ngợp dữ vậy?
học nấu ăn nữa. Nếu mà má dạy vậy á, mỗi ngày á là nhà mình sẽ xây một cái bếp mới, rồi có bữa cháy nhà luôn đó má. Bếp này mà hư, mua bếp mới miễn mà nó làm cho được cho má thôi. Được không nội? À, để ngày mai con sẽ nấu bún mắm cho nội ăn luôn. Thôi, đừng nấu nữa, đừng nấu nữa con. Thôi dạ. 500 ngàn mà có nhiêu đồ ăn đây làm sao ăn? Hao tốn hết 500 rồi đó. Ừ, vậy thôi, nội không cho con nấu nữa, con đi đá banh nha. Ờ, nè. Dạ nội. Có đi đá banh là đá, nhưng mà đừng có đánh người ta nha. Đánh người ta nhập viện gần chết, nghe chưa? Nhớ chưa? Con có muốn quýnh nó đâu, tại nó nói xấu nội á. Sao? Nó nói xấu nội, chửi nội quá trời luôn. Nó nói xấu nội, rồi nó chửi nội luôn hả? Dạ. Vậy mày hốt nó là phải rồi. Ok, con đi hốt liền nha nội. Đây, nói vậy thôi chứ không có hốt người ta nghe chưa. Ôi trời ơi, con nhìn con coi, chịu không nổi luôn mà. Con cũng không biết làm sao nữa. Sao tự nhiên đẻ ra tính tình nó y như con trai. Bởi vậy mệt ghê phải không đó, nắng thành con trai đi cho nó đỡ ha. Dạ, má ơi, con thấy là cái chỗ đồ ăn này chắc mình cũng không ăn được đâu má ha. Thôi, sao ăn được? Dạ, không ấy, hôm nay má ra đi con nấu cho má tô bún riêu ăn đỡ nha. Thôi, bún riêu ngán quá rồi, không ăn nổi nữa đâu. À, mà cũng quên luôn má, hôm nay cũng không có bún riêu ăn luôn. Mà chứ sao vậy? Sao không có bún riêu? Dạ, hồi sáng á má hứa gì má có nhớ không má? Ờ, hứa gì quên rồi hả ta? Quên, má quên rồi. Dạ, má nói hôm nay con nghỉ bán đi, thiệt hại nhiều má lo. Ủa má có nói câu đó hả? Dạ có má. Ờ, có nói thì giữ lời chứ. Ừ đúng rồi. Dạ. Giờ thiệt hại nhiều đủ không? Dạ, vốn con là 500 á má. Vậy là con muốn đòi tiền lời nữa phải không? Dạ bán buôn phải có lời chứ má. Lời nhiêu? Dạ lời 200 nữa đó má. Thì vậy thôi thối cho má 300 đi. Con Luyến á, nó đập hết chồng tô, với lại cái nồi bún riêu của con cũng mớp luôn rồi má. À vậy là con muốn má đền luôn phải không? Thôi vậy cất luôn đi, cất luôn đi. Dạ thôi con xin luôn nha má. À vậy thôi để con đem dọn cái chỗ đồ ăn này luôn má. Dạ. Ừ, thôi đem đi dọn đi. Đẹp làm sao gió mênh mang ôi cành đào. Ố, đẹp làm sao áo má hôm nay nhiều bông. Má à, trời ơi con vui quá má à. Bà Tâm, trả luôn tiền gốc cả kiền lời. Trời ơi, trời, cái này là con Hường. Thiệt, từ ngày mà có nói. Ôi, sao đi qua đó vậy? Phải đi qua đây chứ. À, nhìn đi. Cho má mượn cam ăn sáng à. Má, tự nhiên đây má mượn tiền con vậy? Ừ thì má hết tiền sáng mượn con trăm đi. Dạ, má mượn phải không? Ừ. Dạ, má chờ con tí. Má tên gì ta? Bà Chính. Cái đầu mày. Dạ. Trời đất ơi, tao là mẹ mà tao mượn tiền mà mày cũng ghi vô bà Chính bà Mười nữa hả? Dạ mình phải ghi chứ má. À, nói chung là thôi người nhà thì con đưa thẳng cho má luôn, thì khi nào má đưa cho con thì má đưa lại cho con 120 là được rồi. Cái gì? Dạ tiền lời 20. Dạ. Trời ơi, tôi nuôi cô cho tới lớn, bây giờ tôi mượn tiền cũng tính tiền lời nữa là sao? Hồi má không nghe người ta nói hả? Tiền ra tiền, tình ra tình. Tiền bạc là phải phân minh, ái tình phải dứt khoát. Cái này mình là tiền bạc mình phân minh đi, còn tình cảm như con với má là phải dứt khoát. Má cầm tiền trên tay phải không? Đây, má ký giùm con cái đi. Trời ơi, ký cái đầu. Cái đầu mày. Tại này má mượn phải chỉ ban đầu, má tính đi thì con chó. Cái tổ của ta nó vậy mà.
anh. Anh à. Dạ. Anh. Anh ba, anh ba kiếm tôi chuyện gì anh ba? Hôm nay á là tôi thay thế chị Hai Thương đi đòi nợ. À, anh thế chị Hai đi đòi nợ hả? Anh ba nhớ ơi, tôi nhớ cái nợ đó nhưng mà anh thông cảm giùm tôi, anh về nói chị Hai là thông thẳng tôi vài ngày tôi trả nha. Không được. Chị Hai Thương nói là mấy tháng trước cô cũng nói y chang vậy rồi, chị Hai là không đi đòi nợ được, hôm nay mà bất đắc dĩ lắm là mới cử tôi để đi thu hồi cái món nợ này lại, cho nên ngày hôm nay là bắt buộc là tôi phải đòi được nợ đó. Dạ tôi biết là tôi nợ tôi phải trả, tôi nhớ mà tôi trả liền luôn đó. Trả liền thì móc ra trả đi. Alo. Dạ sao anh? Dạ nó nặng lắm á anh. Anh gán cầm cự với con nha. Em sắp xếp công việc cho ông vô liền á. Anh chờ em chút nha. Cái chuyện gì đang xảy ra vậy? Con của tôi á, nó bị bệnh nặng lắm. Bây giờ mới nghỉ kiệu không phải làm giấy tờ nhập viện. Nó bị bệnh gì vậy? Nó bị bệnh xỉn nãy hơn năm rồi anh. Rồi có nhiều tiền á, tôi đóng lại cho chị Hai anh hết rồi. Tôi đâu có tiền đi mà cho con. Giờ bệnh nó nặng lắm anh ơi. Trời ơi, tôi tức bà chị Hai Thương ghê luôn á nha. Trời ơi, làm cái nghề gì không làm, làm cái nghề mà thất nhân ác đức, cho dây ăn lời các cổ. Đừng nói gì hết, tôi biết. Dạ, tôi nè, tôi là em ruột của chị nè. Tôi thay mặt chị xin lỗi cô Hạnh nha. Tôi hứa với cô là từ đây về sau tôi về, tôi sẽ khuyên chị là bỏ hẳn cái nghề này đi nha. Không, anh bà ơi, đối với tôi á, chị Hai là ân nhân của tôi á. Ủa gì kỳ vậy? Nếu mà không có chị Hai á, là năm nay là năm giỗ của tôi rồi. Ủa là sao? Có chuyện nó xảy ra như thế nào? Năm ngoái á, tôi yêu nợ của ta lại cao lắm. Mà tôi định nhảy xuống sông tôi tự tử nè. Mà chị Hai thấy, chị Hai hỏi, xong chị Hai cho giúp tôi. Chị Hai cho tôi mượn nhưng mà lại ít hơn. Mỗi năm nay mà giờ anh đòi tôi gấp vậy, nhưng bắt buộc tôi phải trả chắc lúc bữa nay. Con gái tôi vậy. Dạ Hương ơi, chắc tôi nhảy rồi. Cái gì vậy? Tự nhiên tôi đứng đây rồi, tôi có liên đới luôn á. Anh ơi, nói anh thương, anh về nói chị Hà giùm tôi là gán đi. Tôi có tiền tôi trả liền. Tôi trả đó, nhưng mà bây giờ tôi có nhiều đầy. Tôi vô tôi lo con tôi nhập viện. Anh ơi, không phải tôi có ý giận đâu, nhưng mà hoàn cảnh tôi vậy á, tôi không có trả nổi. Mà giờ chồng tôi chồng nói tôi phải dù liền. Anh cầm đỡ tôi tiền lời đi, rồi anh về nói chị Hai tôi khó tôi trả sao nha anh. Anh đưa đỡ giùm tôi như đây, tôi chưa tôi vô nhập viện còn tôi nha anh. Tôi có tôi trả liền. Tôi nghĩ chắc không. Nhỏ đang trong bệnh viện hả? Dạ chồng tôi gọi á anh. Có tiền thuốc men gì chưa? Dạ chưa. Dạ có nhiều đầy mà. Đưa cho anh đâu có tiền mua tiền thuốc đâu. Chắc đi tôi xin người ta nữa. Tiền thuốc á, lấy tiền nó mua thuốc cho nhỏ nghe không? Anh. Mà nó bị lâu chưa vậy? Dạ hơn năm rồi. Trời ơi, nó bị hơn năm mà uống thuốc hoài trị hoài không hết hả? Không thuốc đâu, tại sao tiền... không chị bệnh dứt điểm cho nhỏ đi. Tiền đâu mà uống thuốc anh? Có nhiều tiền tôi đóng tiền lãi cho chị Hai Thương hết rồi. Thiệt tình luôn á. Thôi bây giờ vậy, lấy cái tiền này đi mua thuốc cho nhỏ. Còn cái tiền gốc á, lấy cái tiền gốc á, trị bệnh dứt điểm cho nhỏ nha. Kể từ bây giờ là tôi với cô không còn nợ nần gì nhau. Sau này đừng có tìm tôi mà để trả tiền lời nữa nha. Vậy là anh xóa nợ cho tôi luôn hả anh? Thôi, nhà đâu? Nhà đây hả? Dạ. Cái nhà đây hả? Nhà tôi á anh. Chị Hai. Em về rồi. Sao? Này đi thấy ổn không? Ổn. Em không ngờ là lần đầu tiên em đi làm mà cái mọi chuyện phải nói là suôn sẻ luôn á. Trời ơi, thiệt hả? Trời ơi, đâu ai đưa. Nói chung là thuận lợi lắm. Ông tám cò là 50 nè. Tám cò phải không? Tám cò rồi, 50. Đây, 50 nha. Rồi. Bà chính sủ, 100. Trời ơi. Cái thằng này trộn nó đi, cái làm cái rẹt. Nó đưa cái rột, trộn làm chị mừng cái rần vậy đó. Giỏi quá, em có máu giống chị đó. Chị em mình đúng là chung một dòng máu, mình đi đòi nợ cái người ta đưa hà. Vậy mà em còn hơn chị nha, chị đòi hoài đâu có ai đưa đâu. Dạ. Em qua cái người ta đưa liền à. Em có cảm giác như là trời sinh em ra để làm nghề này chị.
từ nay trở đi theo chị, đòi nợ cho chị. À, phát triển, phát triển phát triển sự nghiệp chị. Rồi, nè, à, chính sổ. Chính sổ, chính sổ. Đây, chính sổ. Trời ơi, em làm chị mừng quá, hôm nay thu được tiền. Trời ơi, thiệt. Yeah. Rồi, bây giờ vậy nè. Yeah. Em có ghé nhà của con Hạnh không? Ai? Con Hạnh với con Hương nè. Hai đứa này nó dai đó. Chị đòi hoài không được. Nè, gặp ha. Đó. Cái này nó dai nhất nè. Ủa chị. Hả? Sao tự nhiên chị gặp ta vậy? Thì em đòi xong rồi chị gạch chứ làm sao? Em đi đâu rồi đó? Ừ thì chị biết đi đâu rồi, phải đưa tiền chứ. Mà con nó bệnh nặng quá chị ơi. Chị cũng biết. Mấy lần chị đi đòi á, con nó cũng bệnh nặng, mình biết vậy. Nhưng mà bây giờ em biết nó mượn cái số tiền mình lớn quá. Hỏi em nó mượn chị hả? 10 lần ha, lần 200. Cái nó không trả được, cái nó lấy cho mượn thêm. Chị cũng cho mượn thêm, cái đó chị cũng tốt với nó chứ chị có xấu với nó đâu. Thì đúng rồi. Hoàn cảnh của nó đang khó khăn quá. Bây giờ nó không trả nổi cái gốc, nó mượn thêm thôi kệ cũng được. Thôi mình cứ cho nó mượn thêm thì cho nó mượn thêm đó. Mà em nghe nói là con nó bị bệnh suyễn á. Bởi vậy nên chị mới cho mượn thêm đó chứ. Thì đó. Thôi đưa đây cho chị để chị gặp. Chị nha. Mà còn cho mượn thêm mà em sao mặt mũi nào đi đầu người ta. Em mới nói câu gì vậy? Là đòi chưa? Đừng em, có giỡn. Em đòi rồi, em đòi rồi. Chị gạch rồi đó. Thì em đòi rồi. Ừ thì đưa đây. Nó không có đưa. Nó đâu có tiền đâu đưa con, nó bệnh nặng quá. Vậy là không được cái gì từ nó hết. Không. Trời đất ơi. Không, nhưng mà chị đừng quan tâm đến cái tiền lời. Cái sao tiền lời. Sao quan tâm, trời cho mượn tiền phải lấy tiền cái lời. Cái tiền lời nó không quan trọng. Sao không quan trọng? Em cho nó tiền gốc luôn rồi. Bây giờ tao thao bình xỉn à. Mày nghĩ làm sao mày đưa tiền ra cho nó. Phải. Nhà ta khó khăn quá, con nó vậy rồi mình đầu rồi rủi nó không đưa con nó đi bệnh viện, rồi nó lúc nào cũng trong đầu nó nghĩ tiền lời, rồi con nó có gì sao lúc đó là mình mang tội á. Trong tiền nó đi liền với khúc ruột, mày cho nó là mày cắt bà nó cái khúc ruột tao rồi, mày giết tao chết luôn đấy. Sao chị không coi nó là ruột dư đi? Mày muốn tao bị ruột thừa để bổ nữa hả? Mày muốn tao tốn tiền nữa hả? Mày nghĩ là sao mà tao có ruột dư để đi bổ nha? Cái thằng này thiệt, tao tức quá đi. 2 triệu đồng của tao mày nghĩ làm sao mà mày cho nó? Ừ, nhưng mà em nghe nó nói là ổng mượn chị mấy năm rồi, năm mấy 2 năm rồi đúng không? Trả tiền lời riết chắc cũng mất luôn tiền gốc rồi. Trả tiền lời có 2 triệu mấy, 3 triệu chứ nhiêu. Thôi mà. Ủa 2 triệu mấy, 3 triệu. Vậy là nó đứt dến bà nó tiền gốc rồi. Ủa vậy hả? Đứt dến rồi, đứt dến còn dư 1 triệu lận. Trời ơi, em đã tính toán trong đầu rồi, đứt rồi em mới cho người ta, hiểu không? Vì lại em ủa, tao đang bực mày mà. Mày nghĩ làm sao vậy hả? Mày đi đòi nợ mà mày cho người ta như vậy rồi mày gặp ai mày cũng cho, làm sao tao chịu nổi? Em hứa chị là chỉ cho một mình con Hạnh thôi, không cho ai hết. Em làm vậy chi để tích đức cho chị, biết không? Từ xưa giờ chỉ cho mượn tiền. Trời ơi, cho mượn tiền cổ người ta vậy làm gì có đức. Hạnh vậy mốt mình có gì á nó dễ siêu thoát, hiểu không? Nè. Lỡ lần này thôi nghe chưa? Tao nghĩ rồi, bây giờ tao nghĩ mày không có năng khiếu để mày đi đòi nợ đâu. Không, năng khiếu của mày là bưng bún riêu, về bưng bún riêu cho vợ mày luôn đi. Hôm nay tao bỏ qua hết nha, từ ngày mai trở đi là ở nhà không có đi đòi nợ ai hết rồi á. Alo. Alo, chị Hai Thương hả? Ừ, chị nè, mượn tiền hả? Ủa chị nó ngộ vậy, em cũng mượn tiền, em đòi tiền mà. Mày giỡn với chị hả mày? Mày ở cái xóm này ai không biết bà Hai Thương là chỉ cho mượn tiền chứ bà không bao giờ nợ tiền ai hết trơn á. Mày đâu? Em nè, ở vật liệu xây dựng Cẩm Hà. Ủa, vật liệu xây dựng Cẩm Hà? Ủa tao làm gì mày đòi nợ tao mày? Thì ông ba nhớ em ruột của chị nè. Ông vô mua tôn của tôi, rồi ông kêu là gọi chị để đòi tiền 1 triệu. Nó mua tôn mày 1 triệu. Mày chở tôn nó đi đâu? Thì ông chở xuống lợp cho con Hạnh xóm dưới đó. Thôi chị dành của chị tính đi. Mày cút máy đi. Mày chở cái tôn tới nhà con Hạnh làm cái gì? Nhà nó bị dột. Rồi ai trả tiền đó hả? Dĩ nhiên không phải là em rồi. Là tao đúng không? Dạ. Trời ơi, tao nói cho mày biết nha. Tao em nhà mới này. Em mới lần đầu mà. Lần đầu là mày giết tao chết rồi. Tao giết mày chết. À, đừng tao giết mày chết. Má ơi, ơi. Má chết má. Chị Hai giết con. Má ơi. Má ơi. Má ơi. Chị Hai giết con rồi. Đón xem tập 9 sitcom Vũ Long Đại Náo vào lúc 13:15 ngày 3 tháng 3 năm 2019 trên kênh HTV7. Đại ca, đại ca đi đâu vậy? Đi cùng cái gì đâu? Trời ơi, giờ này còn câu cái gì nữa? Tại nó câu cái gì kia?